Xin chào anh chị em nhà đầu tư, thì mình là Tân đây. Thì hôm nay thì quay trở lại với chuyên mục review thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 25 tháng 1 2022. Thì thay mặt cho team phân tích của mình sẽ đưa ra những cái nhận định về cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay, giúp cho mọi người có được những cái niềm tin về thị trường trong giai đoạn phục hồi. Thì cũng giống như là mọi người biết đấy, trong những cái phiên trước đây, tầm 2 tuần gần đây thì thị trường là có những pha wash out, tức là rũ rất là mạnh đối với lại những cái cổ phiếu mà đã tăng nóng giai đoạn trước. Đấy, và thậm chí có những cổ phiếu cơ bản thì nó cũng bị rũ theo cái dòng tiền chung của thị trường. Có hai cái yếu tố chính, một là yếu tố về cái vĩ mô, tức là quỹ Fed sau giai đoạn mà thị trường Mỹ, đặc biệt là Mỹ người ta có những cái gọi là xu hướng mà siết chặt dòng tiền ấy. Đấy, bởi những yếu tố là một là cái số lượng tỷ lệ thất nghiệp. Đấy, người ta sẽ căn cứ vào những cái yếu tố chính là tỷ lệ thất nghiệp. Hai nữa là các chỉ số gọi là thứ cấp và CPI, các thứ đấy, chỉ số liên quan đến nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu về sản xuất của con người ấy. Đấy, thì khi mà quỹ Fed thấy là mọi thứ ở Mỹ đang dần dần đi vào quỹ đạo ổn định, khá ổn định rồi, thì họ sẽ bắt đầu và nhìn cái tỷ lệ lạm phát của Mỹ đang ở trong những cái mức độ rất là cao trong 10 năm trở lại đây, thì quỹ Fed họ sẽ buộc phải đưa ra những cái xu hướng là siết chặt cái cơ cấu tiền tệ của họ lại và sẽ tăng lãi suất. Và những cái thông tin như vậy nó đã phản ánh vào thị trường của Mỹ giai đoạn 2 tuần vừa rồi, và cụ thể là trong cái phiên hai phiên ngày hôm trước và trong phiên ngày hôm nay ấy, khi mà có những cái thông tin mới về Fed khi họ sẽ lùi cái thời hạn mà tăng lãi suất ra đến cuối tháng 3 bởi những yếu tố liên quan đến tình hình chính trị của giữa châu Âu và Nga, giữa Nga và Ukraine ấy, đấy, đang rất là leo thang căng thẳng, thì làm cho những cái xu hướng và tiền tệ giai đoạn này cũng sẽ chưa được nối chặt ngay giai đoạn này đâu, và sẽ phải chờ đến tận quý tận tháng 3 nữa. Đấy, và những cái thông tin mới được bổ sung của quỹ Fed ấy vô tình thì lại giúp cho thị trường chứng khoán giai đoạn này được cởi bỏ cái nút thắt về tâm lý, cộng thêm diễn biến của Omicron giai đoạn này cũng đang ở xu hướng khá là cao trào. Nhìn Việt Nam hay là so sánh tổng kết tổng hợp lại những cái ngày vừa qua cho thế giới thì thấy nhà cái tỷ lệ tăng dịch bệnh cũng khá là cao đấy, thì mọi người có thể là yên tâm. Đoạn này thì về Việt Nam ấy, mình so sánh, mình đúc kết về cái xu hướng của thị trường này phiên ngày hôm nay sau một cái phiên tạo đáy, tức là kịch bản của mình cũng đã nói với mọi người 2 đến 3 phiên vừa rồi, tức là khi mà thị trường đã tạo đáy để tạo cái đáy hai này, tức là khi mà đấy, để phân tích về kỹ thuật ấy, thì nhiều anh chị chắc là cũng không biết, nhưng mà để phân tích về cái xu hướng của cái tâm lý nhà đầu tư ấy, thì mọi người cùng hiểu nhé. Khi mà thị trường bắt đầu là ở trong một cái sóng rũ này chẳng hạn đấy, và những cái nhà đầu tư ấy, họ sẽ bán tháo cổ phiếu đấy, bán tháo cổ phiếu, mà trong cái sóng một này thì sẽ rất nhiều các nhà đầu tư họ bị kẹp hàng và họ chưa kịp thoát, đúng không? Và theo nguyên lý thì họ sẽ phải chờ những cái vùng điểm cân bằng đấy, và gọi là nhịp hồi kỹ thuật ấy. Đấy, nhịp này là gọi là nhịp hồi kỹ thuật, và mọi người hay kiểu như là khá là có sợ cái nhịp này, tại vì nhịp này thì nó sẽ có hai cái xu hướng, một là bull trap hay hiểu là kéo lên, tại vì có nhiều nhà đầu tư họ nghĩ là đây chỉ là một cái nhịp rũ thông thường thôi đấy. Đấy, nhịp rũ thông thường thôi, và kịch bản của nó sẽ là có một cái nhịp kéo xuống gọi là downtrend. Đấy, và mình đã bảo là sẽ phải chờ cái sóng hai, tức là đáy hai của thị trường, tức là lúc này nhà đầu tư gọi là bị kẹp hàng ấy, họ đã thoát gần hết cổ phiếu rồi, và lúc này cái lực bắt đáy của dòng tiền ngoài cuộc chơi ấy, nó sẽ vào rất là mạnh, thì sẽ xác nhận cái đáy hai đấy. Thì mô tả đáy thì nó là như thế, cái tâm lý của nhà đầu tư là như vậy, thì mọi người cứ hiểu là nôm na như vậy, chứ còn nếu mà gọi là đáy một đáy hai thì nhiều lúc nó không lột tả được cái mấu chốt nhất là cái tâm lý của nhà đầu tư ấy đấy. Thực ra nhìn chart thì chủ yếu là phân tích cung cầu cổ phiếu là nhiều. Thế mọi người cứ hiểu là như vậy, nôm na là như vậy thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Đấy, và trong những khóa học của mình thì mình cũng sẽ phân tích được cái xu hướng của cung cầu thị trường, cung cầu cổ phiếu để mọi người có được những cái cách thức để ra vào cổ phiếu một cách nó hiệu quả hơn. Đấy, giai đoạn vừa rồi thì mình cũng rất là thông cảm với nhiều anh chị em, mọi người vào những cái cổ phiếu cơ bản cũng bị rũ chung với thị trường. Đấy, còn nhiều người còn vào những cổ phiếu mà cơ bản nó cực kỳ kém như là FLC chẳng hạn. Đấy, còn không biết ngày trở về luôn. Đấy, và đâm ra là cái tâm lý của mọi người nó chán nản, và cũng rất nhiều anh chị em là khả năng là mới vào thị trường là cũng đã từ bỏ thị trường. Đấy, sau những cái cổ phiếu mà cái nền tảng cơ bản nó kém như này thì dù không biết là đáy,
và cũng không biết lúc nào mà nó phục hồi lại. Tại vì sóng của FLC thì phải 10 năm mới quay trở lại. Đấy là mình thấy là mình cũng đã tư vấn rất nhiều anh chị em rồi, cũng không ham là giàu làm gì cả. Và những mã cổ phiếu mà nó đi chậm một chút nhưng mà nó có cơ bản ấy, thì không bao giờ mà mọi người sợ thua lỗ cả. Cái vấn đề của mọi người là tâm lý của mọi người là kiểu như là lỗ trước mặt thì mọi người không chịu được. Đấy. Cái đấy không sao cả. Cái đi theo cơ bản mình nghĩ là nó sẽ là một chặng đường dài. Một mọi người mà không hiểu cái công ty mọi người đầu tư ấy, đấy, rất dễ làm cho mọi người là gây gây vào cái trạng thái trầm cảm, và thị trường rũ như này thì đúng là không còn cái từ nào để nói cả. Đấy, mọi người không giữ được cổ phiếu đâu và mọi người sẽ sợ cổ phiếu đấy. Đấy, không cầm được mà. Đấy, là những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện như DRH này. Đấy, và mọi người cầm thì ok thôi mà, vấn đề gì đâu. Đấy, mặc dù nó có tính đầu cơ ấy, nhưng mà đầu cơ theo cơ bản thì nó vẫn an toàn hơn là mọi người đầu theo những cái mã cổ phiếu mà bản thân lãnh đạo của nó đã khá là tệ, giống kiểu như FLC rồi. Đấy là như cái bài học mình nghĩ là cũng không phải chán nản thị trường. Nhờ thị trường thì hàng năm cũng sẽ có những cái lượng tài khoản mở mới rất là nhiều và trụ được với thị trường trong thời gian dài ấy, thì cũng ít người mà trụ được thời gian dài đó. Thường là mọi người sẽ vào theo sóng thôi. Đấy, theo sóng của phong trào thôi. Đấy, còn để tồn tại thị trường thì mình nghĩ là rất là khốc liệt. Đấy, phải tìm hiểu và có được kiến thức, và thêm vào đó nữa là có những người đồng hành sát sao về chuyên môn cũng như là củng cố về gọi là kiến thức về cái góc nhìn cho mọi người. Đấy. Một số các mã cổ phiếu mà trước đây mình đã từng khuyến nghị nhé, mình thì mình rất nhớ, mình không phải là hô hào theo cái kiểu là cứ tím thì mình hô. Đấy, và mình sẽ bám vào những cổ phiếu mà mình khuyến nghị để cho ở trong những cái phiên gọi là review ấy, để cho mọi người yên tâm nắm giữ. Đấy, gách đoạn này mọi người hiểu không? Gách đoạn này mặc dù nó rất là rũ, rất là mạnh nhé. Đấy, tuy nhiên thì nhìn FLC thì gách giai đoạn này là nhẹ nhàng đúng không? Mặc dù đây là cổ phiếu cơ bản và nó cũng có những cái sóng đầu cơ. Đấy, nó cũng ăn theo sóng đầu cơ. Tuy nhiên thì về cơ bản của gách mình thấy là nếu mà giai đoạn này thị trường tiếp tục tạo hai đáy của gách thì xác nhận đây là một cái nền giá thấp nhất của gách, khoảng nền giá 34 rồi. Và cổ phiếu gách thì cái giai đoạn này thì mình nghĩ là khi mà nó đã về cái nền giá ổn định của nó rồi ấy, thì khả năng là gách sẽ là một trong những cổ phiếu rất là tiềm năng trong giai đoạn 2022. Còn cái việc mà mọi người có bám được cổ phiếu, có giữ được hay không ấy thì sẽ rất là khó nói. Thật sự với những cổ phiếu như SJC này mình cũng đã từ review từ rất là lâu rồi nhé, nhưng mà để cầm được một cổ phiếu theo một cái chặng đường dài thì mấy ai chịu được đấy nhé. Mình phải nói này, trong cái giai đoạn tháng 5 này 2021 mình khuyến nghị SJC bởi lý do gì? Thứ nhất là bởi cái việc mà người mua trả tiền trước cho cổ phiếu này rất là cao. Đấy, là một trong những công ty mà có cái việc mà người mua trả tiền trước rất là cao. Đấy, mình sẽ phân tích kỹ hơn về cổ phiếu này nhé, về cơ bản để cho mọi người biết vì sao trong giai đoạn thị trường mà rung lắc, trong giai đoạn mà thị trường giảm điểm sâu như vậy, mặc thì mình vẫn tư vấn cho anh chị em là những cổ phiếu liên quan đến dòng bất động sản khu công nghiệp, bởi vì hai yếu tố, một là đây là một nhóm ngành không phải yếu tố chu kỳ, tức là nó là có doanh thu hàng năm đều đặn luôn đấy, và hai nữa là nó đang ở sóng thiên thời khi mà Việt Nam là một trong những đất nước mà thu hút vốn FDI gọi là số 1 ở thị trường Đông Nam Á đấy. Và SSC là một trong những công ty được hưởng lợi cực mạnh khi mà nó có quỹ đất ở trong khu vực Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam. Đấy, thêm vào đó nữa thì có cổ phiếu BSR này cũng là một trong những cổ phiếu khá hay. Đấy, thì mình cũng đã tư vấn từ rất sớm. Đấy, thường là những cổ phiếu ở trên sóng mình đã tư vấn từ khá là lâu rồi. Thì ai mà theo dung gọi là VIP của mình ấy, thì những cổ phiếu này thì mình hay khuyến nghị là bám theo trung hạn. Lướt lát thì thực sự là nó sẽ gọi là tối ưu hơn chi phí về vốn. Tuy nhiên thì cũng phải có những cái trường hợp là thị trường rung lắc thì làm sao? Đấy, thị trường rung lắc thì khả năng mọi người sẽ không cầm được cổ phiếu kiểu vậy. Mua ở giá vốn rẻ và tích sản thì là một trong những cái cách mà mình hay mua bán. Đấy. Đây mọi người nhìn nhé. Mình không phải là hô hào theo phong trào đâu. Hôm nay sáng nay mình cũng bảo là thị trường hôm nay cực kỳ sáng sủa, thì y như rằng kịch bản mọi người thường xuyên theo dõi những cái thông tin của mình post lên Facebook cá nhân ấy, mình cũng rất hay gọi là hỗ trợ anh chị em thông tin. Đấy, còn nếu mà vào Zoom VIP của mình thì cái việc mà đi đồng hành của mình ấy thì nó sẽ được sát sao hơn. Đấy, và sẽ update theo giờ luôn, mình sẽ update thông tin khá là kỹ ở trên những cái Zoom gọi là tư vấn của mình. Đấy, sell giai đoạn hồi xưa nhé, tháng 6 năm 2010
Một đấy, mình cũng đã tư vấn sell ở cái vùng giá khoảng 90, mua ở vùng giá đấy không chết được, tầm trung hạn giờ x7 x8 tội gì cứ phải lướt lát và xong là chịu những cái cú rung lắc của thị trường như này, nói chung là nó gây ra tâm lý rất là nặng nề cho nhà đầu tư đấy. Con gách thì vì sao cầm này, HD6 mình phải ra tận thị trường, ra tận cái dự án này mình xem, sau đấy thì mình mới đưa ra những cái khuyến nghị tốt cổ phiếu cho anh chị em đấy. Đây là clip mà về HD6 nhé mọi người nhé. Cái vị trí đắc địa này mình quay trực tiếp dự án HD6 luôn. HD6 này, đấy, đúng chưa? Sau đấy thì mình sẽ mới làm tổng hợp lại tất cả thông tin và mình mới làm cái clip gọi là cổ phiếu đáng lưu ý năm 2022 tập 1 đây HD6 đây. Đấy. Và mình sẽ theo dõi những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị rất là kỹ nhé. Nhưng mọi người tham gia thì không phải lo lắng đâu. Con nào mà triển vọng hay là xấu thì mình sẽ nói với các bạn xử lý kiểu gì. Còn gách giai đoạn này thì nếu mà mọi người mua ở vùng giá gọi là vừa phải thì mọi người có thể cầm. Còn nếu mọi người mà chẳng may bị lỗ thì sẽ có những cái thông tin để giúp cho mọi người cầm chờ trung bình giá đấy. Và vì sao mình vẫn tự tin vào cổ phiếu gách thì bởi vì cái yếu tố cơ bản của nó đấy. Và thêm vào đó nữa là cổ phiếu Blue mà gách mới được một cái sóng tăng giá, đúng chưa? So với nhiều cổ phiếu khác, những cổ phiếu về chứng khoán hay những cổ phiếu khác thì nó tăng rất là nhiều nhịp rồi, thì riêng GEX thì nó chỉ có một nhịp thôi đấy. Chỉ có một nhịp sau rất là nhiều năm đấy, nhiều năm tích lũy nó chỉ có rất là một nhịp thôi. Và với những cái triển vọng của GEX thì mình nghĩ là khả năng là cái sóng này của nó sẽ dần có hẹp biên lại và nó sẽ đi tiếp tục đi lên thôi đấy. Thắt cổ chai rồi bom bán bắt đầu cạn và bắt đầu là có những cái xu hướng là tạo tạo đáy đấy. Giai đoạn này thì thậm chí là chẳng ai dám cầm gách đúng không? Giai đoạn này chẳng ai dám hô mua gách, một mình mua bắt đáy gách. Đấy thì các bạn có thể tham chiếu. Đấy, đúng cái hôm mà mình khuyến nghị cách chạm đáy luôn, một mình hô. Đây, 24 tháng 12. Đấy các bạn xem nhé, 24 tháng 12 thì đúng là cái phiên mà nó rung lắc. Cũng là watchtower cổ phiếu gách nhá. Đây, 24 tháng 12 đây, đấy, mình hô phát cổ phiếu là tăng phát 15 điểm. Không có tính chất hô hào đâu. Tuy nhiên thì ý là sẽ có những anh chị mà mọi người bị kẹp hàng tại vì mọi người xử lý không nhanh và bản thân gách thì cái dòng tiền đầu cơ nó cũng khá là nhiều đấy, vì nên khi mà có những cái pha thị trường rung lắc và chốt lời mạnh thì gách sẽ là cổ bị ảnh hưởng đầu tiên đấy. Thì cơ bản nó chỉ có là như vậy, còn về bản chất thì cái tương lai của gách thì nó sẽ không thay đổi trong 2022 đâu, và đặc biệt thì với việc mà bất động sản khu công nghiệp lên ngôi, VGC lại có một cái doanh thu rất là đột biến trong quý 4 năm 2021 và dự kiến là kéo dài sang 2022 thì GEX sẽ còn được hưởng lợi vì nó có đến 51% vốn của VGC. Để thêm vào đó nữa thì mảng xây dựng cũng sẽ phục hồi ấy, thì cái công ty bán điện của bán cắp điện các thiết bị điện trong nhà ấy, của GEX sẽ được hưởng lợi theo. Thì các bạn cùng xem CTD nhé. Đấy là những cái công ty mà mình khuyến nghị cho mọi người rất nhiều phiên gần đây. Đây là một trong những mã tích sản, gọi là không phải tích sản, ý là nó là một trong những mã cầm trung hạn được. Đấy, trung hạn được tại vì câu chuyện cũng như là cái mức độ mà niềm tin của lãnh đạo vào công ty. Các bạn nhìn thấy câu chuyện mà chủ tịch của CTD, anh người Nhật ấy, anh ấy mua vào, bỏ hết tiền của công ty ra để mua vào cổ phiếu, cho thấy là cái sự quyết tâm của người Nhật. Và người Nhật mình nghĩ là nói là làm được. Đấy. Ban lãnh đạo khác nói thì mình còn phải nghiên cứu, mình phải tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà người Nhật với một cái phong cách, tại vì hồi xưa mình đã từng làm việc rất nhiều với người Nhật vì mình làm cho một cái công ty gọi gọi là cũng thương mại của Nhật ấy. Và mình hiểu là người Nhật cái tính cách của người ta nói được làm được, và bản thân cái chủ tịch người Nhật mà người ta đã mua cổ phiếu của CTD chứng tỏ là người ta cũng đặt nặng rất nhiều vào cái yếu tố là phải phát triển công ty đấy, người ta gắn bó như vậy, người ta nói được làm được, thì CTD sẽ là một trong những công ty mà triển vọng trong năm 2022 đấy. PTB nữa, PTB cũng là một trong những công ty mà nó được hưởng lợi sau sóng ngành gọi là bất động sản khu, gọi là khi mà những cái nhà thầu về bất động sản như CTD hay Hòa Bình giai đoạn này được phục hồi sau năm 2018 tạo đỉnh lợi nhuận và ở trong một cái xu hướng thoái trào và tạo đáy khi mà năm 2022, 2021 là cái dịch bệnh Omicron, dịch bệnh COVID-19 nên diễn ra rất là phức tạp và làm cho những cái công ty về xây dựng họ không thể nào triển khai được và doanh thu rất là thấp, thì BTB cũng bị ảnh hưởng bởi những cái việc như vậy. Đấy, tuy nhiên thì
nói về kỹ thuật của BTB một chút. Đấy, tức là giai đoạn này BTB có những yếu tố cơ bản sau đây mà các bạn có thể lưu ý được. Đấy. Đây, có thể lưu ý được nhé. Thứ nhất là việc giá gỗ giai đoạn này là đang tăng nhé. Giá gỗ tương lai, hợp đồng tương lai gỗ này đang tăng thì chứng tỏ là BTB là một trong những doanh nghiệp mà họ xuất khẩu chủ yếu là ngành gỗ sang Mỹ. Đấy, đối tác của họ là gần như là đối tác xây dựng rất là lớn, phân phối rất là lớn ở Mỹ nhé, thì nó sẽ được hưởng lợi. Đấy. Và thêm vào đó nữa thì cái mảng đá của nó sẽ được hưởng cái hưởng lợi theo. Đấy, mảng đá của nó sẽ cũng được hưởng lợi theo bởi cái yếu tố là xây dựng đi vào phục hồi thì BTB sẽ thì cái sự hoàn thiện của những cái căn nhà ấy, hoàn thiện của xây dựng ấy, nó sẽ đẩy vào cái việc mà sử dụng đá xẻ nhiều hơn. Đấy, đá làm bậc thang các thứ thì BTB sẽ được hưởng lợi. Và đó thêm vào một yếu tố nữa, đó chính là cái việc mà thuế trước bạ của các vòng xe lắp ráp tại Việt Nam ấy sẽ được giảm thuế trước bạ là 50%, và BTB là phân phối xe cho Toyota, một trong những hãng xe của Nhật khá là nổi tiếng đấy, gọi là nồi đồng cuối đá và khá được ưa chuộng tại Việt Nam, thì mình thấy là BTB sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Đấy, những dòng xe Innova và một xe số series mới của Toyota thì BTB cũng sẽ là một trong những cái công ty được hưởng lợi. Thêm vào đó nữa thì cái bất động sản nữa, thì cái EPS của BTB năm 20 EPS nhé thì bằng khoảng là 11k đến 12k nhé, thì định giá của nó rơi vào khoảng là định giá khoảng 12 thì rơi vào định giá của nó khoảng 140 đến 150. Đây là một trong những công ty khá là tốt. Đấy, SSC này, rất là đẹp nhá. KBC nhé, những cái công ty về bất động sản khu công nghiệp đoạn này mọi người có thể chú ý. KBC đã tạo hai đáy rồi, ngày mai các bạn có thể múc được, múc đẹp luôn nhé. Đấy, múc khá là đẹp, đẹp luôn đó. Triển vọng của nó hoàn toàn lên 8x được, khá là đẹp. Và đoạn này nên né các công ty về bất động sản. Đấy, bất động sản là nên né hết. Đấy, đích hay là sell thì mình cũng đã báo rồi. Đích sell là này, mặc dù sell thì yếu tố kỹ thuật của nó khỏe hơn đấy, nhưng mà nó sẽ cần thời gian dài tích lũy, nó sẽ khả năng là tích lũy khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Đấy, các bạn sẽ canh những cái thời điểm đấy mua vào thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, tức là mua theo yếu tố kỹ thuật thôi, chứ còn lại về định giá thì mình nghĩ là sell và đích sẽ cần thời gian rất là nhiều để gọi là có một cái sự về định giá nó chuẩn xác hơn. Đấy. Yếu tố thứ hai đó là công ty VC7 BGI này. Mình đã phân tích rất là kỹ công ty này, và trong cái clip gọi là tổng hợp những cái cổ phiếu đáng lưu ý trong 2022 mình cũng đã nói lên câu chuyện của VC7 cho mọi người rồi. Đấy, và cái lý do vì sao mua thì đơn giản là mình nhìn CSC này, quỹ đất cũng như VC7 thôi, thậm chí là còn ít hơn. Đấy, và hiện tại thì nó đã tích nền ở cái vùng giá 111 120 này khá là bền, chứng tỏ là định giá của thị trường cho vùng đất, cho công ty CSC nó là khoảng 120. Và CSC thì cái giá trị của nó là mở ban lãnh đạo này cộng với lại cái quỹ đất. Đấy, về quỹ đất thì VC7 hơn hơn chặt CSC rồi. Đấy, thì còn lại ban lãnh đạo thì mình so sánh là lãnh đạo của VC7 cũng khá tương đồng với CSC, bởi vì cái lãnh đạo công ty nắm khá là nhiều nhé, lãnh đạo công ty VC7 nắm khá là nhiều cổ phiếu nhé. Đấy, và giá của nó đang rẻ rẻ hơn so với lại giá trị thật cổ phiếu rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nền giá 12 nó tích lũy đến hơn một năm. Đấy, hơn một năm rồi. Đây là công ty mà mình thấy từ lúc lên sàn nó tăng khá là ổn định này, tăng khá ổn định này, đúng chưa mọi người nhìn này, từ lúc lên sàn nó tăng khá ổn định, là một mã tích sản khá tốt. Đấy, và trung hạn trong 2022 khi mà dòng tiền cơ cấu về dòng tiền ấy, nó sẽ mạnh hơn ấy, thì mọi người có thể là tham khảo được cổ phiếu VC7 cho trung hạn. Đấy, cầm trung hạn là cầm 6 tháng đến 1 năm thì nó sẽ ổn hơn là mọi người cầm ngắn hạn. Đấy, tội gì mà cứ phải lướt, sau đấy thì mua vào mua bán những cái mã cổ phiếu mà nó đang xu hướng là tăng và trong giai đoạn cuối trend nó sẽ rất là khó để mọi người cơ cấu lại danh mục. Ok. Đấy. Còn hôm qua thì mình cũng có review cho mọi người cổ phiếu và VPG. Đây là một cổ phiếu khá là đẹp về mặt kỹ thuật, mọi người tham khảo nhé. Cái câu chuyện của VPG thì mình thấy là cái giá than thế giới đang tăng, và nó có câu chuyện trực tiếp là VPG được hưởng lợi từ cái việc mà giá than tăng như vậy. Đấy, nó khác với những cổ phiếu ngành than khác. Đấy, VPG là dòng thương mại,
thì nó sẽ được hưởng lợi nhé. Đấy, mọi người có thể tham khảo cổ phiếu này cũng được, target của nó khoảng là 60 đến 65. Ok, thì phiên ngày hôm nay thì mình review ngắn gọn như vậy. Thì mình cũng nghĩ là thị trường giai đoạn này sẽ đi vào một cái xu hướng là bình ổn trở lại, sẽ cần thời gian để gọi là tích lũy và đi dần lên. Ngành banh cũng là một trong những nhóm ngành mà đáng lưu ý giai đoạn này, khi mà các quỹ họ cũng mở ra mua ngành banh khá là nhiều nhé. MBB, đấy, mọi người có thể tham khảo MBB đánh theo kỹ thuật được, và nhịp này lên khoảng giá 35 đến 40 ok nhé. Đấy, gọi là đánh theo kỹ thuật thôi, tại vì hiện tại này sóng nó tăng nhưng mà cái vol của nó giảm dần. Đấy, thì cần phải chờ những cái phiên gọi là xác thực lại cái xu hướng một chút. Đấy, ok, thì phiên ngày hôm nay thì mình xin phép được review ngắn gọn như vậy. Thì chúc cho anh chị em có những cái phiên giao dịch cuối năm thật là thuận lợi. Ai đó thì đang yếu những cái thông tin, yếu về thông tin cơ bản cổ phiếu, và thậm chí là đang thiếu những cái người bạn đồng hành mà xuyên suốt chặng đường đầu tư của mọi người ấy, thì mọi người có thể là inbox riêng cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ mọi người sâu sắc hơn. Đấy, và đi cùng mình thì mình cũng sẽ thường xuyên update những cái thông tin về cổ phiếu, cho anh chị em tự tin cầm giữ. Ok.